Đấy, rất chưa, rất chưa. Thank you.
Em ơi, em dạy chị. Hãy subscribe cho kênh Linh Life để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
yêu luôn. Băng Giang thì ăn bị tóc rụng, biết kiểu gì. Đường của mình là được 280 mấy rồi. Chút thì mình khi này làm luôn, sụp sụp làm cốc rượu mỗi người một cốc. Đỏ dài đỏ phát. Mấy đứa đang làm ở trước tăng tập trường đang ở đây mà đang nói chuyện với bạn gái trong thêm người tư thể cũ đang đi nói chuyện với bạn gái trên cầu nhưng không biết gì hết nương tỉnh đã lập tức Linh ơi, ở nhà không Linh? Linh đi đâu? Linh ơi, anh đi đâu, em tìm em mấy ngày đấy? Anh đi làm. Anh đi làm à? Em đi chợ về à? Vâng. Hay không? Đi
đi tìm anh nhé. Em được tìm anh mấy năm rồi. Anh sao không hỏi em? Anh sao không về bảo em được thì anh xin lỗi em nhé. Lần sau đi làm bảo em chứ. Em đi bán gì để chợ đấy? Bán măng. Anh đi làm anh chờ được cái này về cho em. Cái gì? Trong chương. Rồi em. À cái vòng nọ á. Ừ. Anh ngồi đấy đi. Ừ. Anh chủ hỏi lấy bao nhiêu tiền? Em mang đấy. Mang đấy. Để xem. Không mất. Em cảm ơn anh nhá. Anh cảm ơn em mới đúng ấy. Thì cảm ơn em đã của anh trả. Giờ anh đi làm em trả được cho em. Trong thời gian qua em đi tìm anh suốt à? Em chẳng đi tìm anh. Anh em mấy ngày ấy. Anh bỏ nhà đi xong đi làm có tiền. Hôm qua anh ấy cứ về đòi. Anh không có tiền trả. Anh thông cảm cho em nhé. Trong thời gian rồi anh không báo cáo em. Khiến em chờ đợi anh. Em nhớ anh lắm đấy. Anh cũng nhớ em mà. Anh là em tìm suốt mấy ngày em thấy. Chứ anh đi làm sai thì đi lại nó không bất tiện thì không báo cáo em được.